Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải của mình nha. Duy Khải chúng em xem video vui vẻ nha mày. Video này thì Khải sẽ soi sơ đồ của cầu thủ chùm gái gọi Thiếu Lâm cho anh em xem. Cũng là một thành viên trong bang. Anh em xem nha. Hạng 49 thì này chắc khoảng 152 nè, 152. Và đang sở hữu cho mình một con ngựa kháng cả năm. Con ngựa này thì ở server khoảng tầm 4 triệu nè. Kháng cả năm phi dân kháng cả năm nha nè. Rồi tiếp tục đó là dây chuyền kháng cả 20. Ôi, bộ phòng bẫy ngon nha. Rồi tiếp tục chúng ta cùng xem cái bộ phòng bẫy như thế nào anh em ơi. Bộ phòng bẫy ngon nha. 29. Trời ơi, mắt ộp. 30. 27. 274 quá đẹp. Sướng bàn hoàng mỹ này thì ở server này mà kèm theo cái này thì khả nghi sướng bàn này bèo lắm cũng hơn 20 triệu nè. Tầm 20 triệu, khả nghi tầm 20 triệu sướng bàn này. Mắt ộp hoàn toàn. 29 này. Được hai món mắt 30 này. Đúng rồi, ad này của thằng em là Olebi 274 rồi nè. Nói chung là cũng khá là tương đối rồi nè. Hàng gọi là mắt rồi. Thiếu cái nhẫn như ngọc bội một tí nữa là mắt hoàn toàn rồi. Rồi, đang sử dụng cho mình một bộ tay 24-40 xin động lực Thiếu Lâm mà nè, quá đẹp. Bộ tay này quá chắc rồi. Bộ tay này khoảng tầm 500k đến 1 triệu. Nón 25-20. Nón 25-20 25-20. Trời, nón này quá đẹp. Nón này bèo lắm, phải ít nhất phải 3 triệu. Tại vì nón nam nó mắc hơn nữ một tí nè. Nữ thì khoảng 2-3 triệu, nam thì cũng tầm đó nè. 25-20 sinh lực lực thông pháp. Rồi, áo đẹp này 40, 17-30. Trời ơi, áo này bèo lắm, phải hơn 1 triệu là cái chắc rồi nè. Áo này bèo lắm, phải hơn 1-2 triệu là cái chắc. Khả nghĩ nếu thiệt tình thì mua áo này phải nhất phải 2 triệu nè. Áo này nhất phải 2 triệu 30 kim. Đai lưng 19-20. Đai lưng này thì khả nghĩ nó đai lưng thì rẻ thôi. Mà được gái là sinh lực cao, nội lực cao thì đai lưng này khả nghĩ có mua thiệt tình rẻ lắm phải 1 triệu đai lưng này. So với giá hiện tại thì đai lưng này khoảng tầm giá đó nè. Tại vì hôm trước Khải thấy nó bán một cái đai lưng 20-20. Nhưng mà sinh lực lực hơi thấp, rao chỉ có khoảng 300k thôi. Còn cái đai này Khải nghĩ tầm này khoảng 1 triệu là đẹp rồi. Với so với giá hiện tại khoảng 1 triệu. Đôi giày đẹp, đôi giày cũng khá là đẹp. Rất là tiếc chón chỉ 30 thôi. 30, 23, 30. Sinh khí xấu. Kháng họ tóc khá là đẹp, chón 30 rất tiếc. Nếu mà được 40 là đẹp luôn nè. Trong đôi giày này cũng tầm 500k. Đang sử dụng mình một cây vũ khí rồi nè. Mắt ợp hoàn toàn. Cây vũ khí thời gian nha nè. Cây vũ khí thời hạn nha nè. 30, 50, 25, 100. Phải sinh lực 200. Mắt hoàn toàn nè. Cây này thì thường thường như là đánh công thành chiến nè. Thì cứ một thành là một rương nè. Cứ một thành là một rương nè. Mở ra hên xui random. Nếu mà được cây mắt thì nè gia hạn thôi. Trung bình thì cứ một lần nè gia hạn thì tốn khoảng tầm 700 xu đến 1 kim một ngày. Thì nếu mà cái này gia hạn khoảng hơn 3 tháng đi thì cái này khoảng 5 triệu nè. Nếu mà cái này gia hạn khoảng hơn 3 tháng nha, cứ trung bình khoảng 3 tháng thì tầm 5 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Đó. Cái này nếu mà gia hạn đến khoảng 3 tháng thì khoảng tầm 5 triệu đi. Đó, quá đẹp. Sẽ đằng bằng khoảng 25 triệu. Con người này khoảng 4 triệu là 24. 24 cái nón này khoảng 3 triệu khoảng 27. Đai lưng này khoảng tầm đai lưng này khoảng tầm 1 triệu đi. Áo này khoảng 1 triệu đi. Nói chung là cả set 3 món phòng thủ này khoảng tầm 5-6 triệu đi. Khoảng tầm 5-6 triệu đi. Khoảng 6 triệu đi. Khải nghĩ là 6 triệu là cao đấy. 3 món thủ này khoảng tầm 6 triệu là cao đấy. 27 với 6 là 33. 33. Nè. Rồi 33. Hai món này thì set đồ này tổng trên dưới gần 40 triệu nè. Set đồ này tổng trên dưới gần 40 triệu. Hơn 35 triệu rồi. Hơn 35 triệu set này. Quá chắc. Nói chung là set đồ này khả nghĩ hơn 35 triệu nè. Hơn 35 triệu. 40 thì không tới. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ chùm gái gọi cũng như là video Khải một like chia sẻ cho anh em. Anh em nào thích soi đồ cao thủ nào thì cứ comment Khải sẽ soi lần lượt cho anh em xem nha.